Đây con, đây đây, đây bé. Con tên gì? Minh Tâm. Tâm có mấy tuổi? 5 tuổi. Có cái gì đây? Heo. Heo có gì? Có tiền. Tiền cho ai? Cho chú. Rồi, cảm ơn con để con heo vào trong kia. Cho đếm qua được mấy con heo? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, về tới con heo thứ 11, bỏ bao ra con. Bỏ bao ra. Con heo thứ 11, chúng ta đang nuôi 7 heo. Lòng thương xót. Để đêm 30 chúng ta đập heo để làm quà tặng cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, để họ đến đây họ ăn Tết mà không có tiền ăn Tết, mà không có gì ăn Tết thì đến đây chia sẻ với chúng tôi, những người tha hương, những người tha phương cầu thực, mà những ngày xuân ngày Tết không có gì ăn Tết thì xin mời đến đây. Cửa giáo điểm sẵn sàng mở và đón nhận những người tha phương cầu thực, những người tứ cố vô thân, những người không có gì ăn Tết thì đến đây chúng tôi sẵn sàng có heo lòng thương xót để chia sẻ với anh chị em. Đó cũng là điều mà Chúa rất là vui, và đó cũng là phép lạ biến nước thành rượu. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa đang biến tất cả những của cải vật chất ấy thành những cái phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa. Con được ơn gì? Dạ thưa cha, con được ơn là em gái con mới tuần thứ 7 tuần vừa rồi á, em con bị mới nó bầu mà chưa tới ngày sanh, tới khi mà tối nó bể nước ối. Lúc 1 giờ sáng á, nó không chịu đi bệnh viện, tới sáng nó mới đi. Đi lên tới bệnh viện người ta nói sao mà không chịu đi. Rồi bác sĩ kêu vô là siêu âm là phải mổ. Tới khi siêu âm đo điện tim đồ gì thì bình thường vô phòng mổ chích thuốc thì đo điện tim lại nó loạn soạn không mổ được. Tới vô lúc đó là 11 giờ trưa. Vô tới 1 giờ mà chưa thấy chưa ra. Hai mấy người chát vô ra, còn em con vẫn còn nằm trong phòng. Tới khi lần thứ hai bác sĩ kêu là chồng là em trẻ con á, là vô, nhưng mà bác sĩ kêu là gia đình chuẩn bị tinh thần để chuyển đi bệnh viện Từ Dũ. Người bệnh nhân này á, là đang sản phụ đang bị bệnh tim, với lại em con có bệnh hen suyễn từ nhỏ rồi, nhưng mà giờ hả phát bệnh ra bệnh tim nên em con rất sợ, tại vì nó mổ một lần rồi giờ nó rất sợ lần thứ hai. Tới khi bác sĩ kêu giờ phải chuẩn bị mà con em trẻ con gọi điện cho con nói chị hai ơi, rồi tới khi con kêu em ơi con quyên giờ em phải đọc lòng thương xót của Chúa, hai cũng đang ở nhà làm đọc lòng thương xót. Tới khi đọc hai chị em đọc lòng thương xót, bác sĩ kêu mổ được rồi và đứa bé nó được mổ 3 ký 4, mẹ tròn con vuông. Dạ là mấy tháng? Dạ nó 9 tháng đủ nha, nhưng mà chắc bể sớm á. Đâu biết bể gì đâu. Rồi, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Mốt con có đi tu không? Có. Ôi trời ơi, cảm ơn con. Chúng ta tập vào trong tay, chúng ta có một linh mục mới. Rồi, xin mời anh nào, có người ngoại đạo nào không? Có người ngoại đạo nào không? Bà ngoại đạo.